Công dụng quý từ cây tầm bốp. Tầm bốp là cây dài, mọc nhiều ở Việt Nam. Quả tầm bốp có vị chua, tính bình, tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, tiêu đờm mà không phải ai cũng biết. Cây tầm bốp còn gọi là cây lòng đèn hay cây thù lù canh. Tên khoa học là Physalis angulata, thuộc họ cà, có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Mỹ, sau trở thành liên nhiệt đới. Đặc điểm của cây tầm bốp: cây mọc hoang trên khắp nơi, ở trên các bờ ruộng, bãi cỏ, đất hoang, hai bên ven đường đi ở các làng quê. Cũng nhìn thấy cả ở ven rừng, từ vùng thấp đến vùng có độ cao từ 1.500m so với mặt nước biển. Là loại cây thảo, cao 50-90cm, nhiều cành. Thân cây có gốc, thường rũ xuống, lá mọc xo le, hình bầu dục, chia thùy hoặc không, dài 30-35mm, rộng 20-40mm, cuốn lá dài từ 15-30mm. Quả mọng tròn, nhẵn, lúc non màu xanh, khi chín màu đỏ, có đài cùng lớn với quả, dài 3-4cm, rộng 2cm, bao trùm trên ở ngoài như cái túi, hạt nhiều hình thận. Cây ra hoa kết quả quanh năm, có thể sử dụng cả cây để làm thuốc, có tên dược là Heather Physalis angulata. Công dụng và cách dùng. Đông y cho rằng toàn cây tầm bốp có vị đắng, tính mát, không độc, có tác dụng thanh nhiệt lợi thất, khu đàm, trị khái, nhiễm kiên tán kết. Quả tầm bốp có vị chua, tính bình, tác dụng thanh nhiệt, tiêu đờm, chữa trị các chứng bệnh như cảm sốt, yết hầu sưng đau, ho nhiều đờm, nhiệt, non nấc. Đắp ngòi trị đinh sang, rễ tươi nấu với lợn tim và chu sa ăn trị bệnh đái tháo đường. Ở Ấn Độ, người ta còn sử dụng toàn cây tầm bốp làm thuốc lợi tiểu. Lá cây tầm bốp được sử dụng trị chứng rối loạn của dạ dày, nên cũng có người ăn thay rau hàng ngày. Tuy hơi đắng nhưng vị thanh mát, lá cây tầm bốp có thể chế biến thành nhiều món như nấu canh, luộc hay xào. Các bài thuốc từ cây tầm bốp: trị nhọc vú, đinh độc, dùng 40-80g cây tươi, giã vắt lấy nước uống. Bã thì dùng đắp hoặc nấu nước rửa vết thương đau hàng ngày. Dùng trị viêm họng, khan tiếng, ho khan, ho có đờm đặc, trị tiểu ít, ban đỏ, thủy đầu, bệnh tay chân miệng, cúm da cầm. Dùng 15-30g cây tầm bốp khô, tươi từ 50-100g, sắc uống trong ngày, dùng 3-5 ngày liền. Trị đái tháo đường: rễ cây tầm bốp tươi 20-30g, nấu với tiêm lợn và chu sa, cách một ngày dùng một lần, uống từ 5-7 ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ba cách thổi bay cao răng mảng bám cứng đầu với lọ oxy già chưa đến 5.000 đồng. Cần gì đi nha sĩ, chạy ngay ra hiệu thuốc mua lọ oxy già về làm như thế này để đánh bay mảng bám ố vàng nhé. Oxy già hay dung dịch oxy già có tác dụng để sát khuẩn vết thương như làm sạch vết thương, vết loét. Rửa miệng trong điều trị viêm miệng cấp và xúc miệng khử mùi, làm sạch ống chân răng. Và thêm một công dụng nữa của oxy già không phải ai cũng biết, đó là diệt sạch ố vàng, làm răng sáng bóng. Cách 1. Làm trắng răng bằng oxy già và baking soda. Nguyên liệu cần chuẩn bị: một lọ oxy già có nồng độ thấp, một thìa baking soda. Cách làm: cho oxy già và baking soda vào một cái bát nhỏ, rồi khuấy đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Cách sử dụng: bàn chải làm ướt bằng nước thường, rồi nhúng vào hỗn hợp và chải răng như bình thường. Bạn đánh răng với hỗn hợp chừng 2 phút thì xúc miệng thật sạch bằng nước, rồi đánh lại bằng kem đánh răng như bình thường. Cuối cùng, bạn xúc miệng thật sạch với nước. Áp dụng công thức này 2 lần mỗi tuần. Sau 1 tuần, bạn sẽ thấy cao răng, mảng bám, ố vàng rụng sạch.
răng trắng bóng cùng hơi thở thơm mát. Cách 2. Ngâm bàn chải đánh răng trong oxy già. Cách này cực kỳ đơn giản mà hiệu quả cũng không kém gì cách trên đâu nhé. Bạn đổ oxy già ra một cái chén, rồi ngâm bàn chải đánh răng trong đó chừng 1 phút, rồi chải nhẹ lên khắp bề mặt răng. Khi đó oxy già sẽ giúp bạn làm mờ các vết ố vàng, vùng răng xỉn màu trở nên sáng hơn. Áp dụng cách này 2 lần trên tuần để tránh bào mòn răng, bạn sẽ thấy răng sáng bóng, hơi thở thơm mát. Cách 3. Xúc miệng với oxy già. Để thực hiện cách này, bạn chỉ cần lấy dung dịch oxy già xúc miệng trong vòng 2 đến 3 phút, sau đó xúc miệng lại với nước sạch hoặc bằng nước muối sinh lý. Áp dụng cách này 2 lần trên tuần nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bí kíp chữa rụng tóc nhanh bằng cỏ măng trầu. Bạn đang lo lắng với tình trạng rụng tóc nhiều nhưng không biết làm cách nào để ngừa rụng tóc và kích thích tóc mọc nhanh hơn. Hãy yên tâm, bí kíp chữa rụng tóc nhanh bằng cỏ măng trầu sẽ giúp bạn xóa tan nỗi lo đó, giúp mái tóc hồi sinh sức sống trở nên chắc khỏe và bồng bềnh hơn. Trong dân gian có rất nhiều bài thuốc chữa bệnh rụng tóc rất hay và dĩ nhiên không thể không nhắc đến thảo dược trị rụng tóc hiệu quả, cỏ măng trầu. Cỏ măng trầu có tên khoa học là Eleusis indica, thuộc họ lúa, được gọi với nhiều tên như măng trầu, tên khác là ngưu căn thảo, thanh tâm thảo, cỏ chỉ tía, cỏ gián, cỏ bắc, cỏ vườn trầu. Theo y học cổ truyền, măng trầu có vị ngọt nhạt, tính mát, không độc, có tác dụng lương huyết, thanh nhiệt, mát gan, giải độc, lợi tiểu, hạ áp, hạ sốt và sốt rét. Có tác dụng chữa phong nhiệt, kẽ lửa, mụn nhọt, mẩn ngứa, chữa đá dầm mỡ trẻ, chữa viêm tinh hoàn, tăng huyết áp và không thể không nhắc đến công dụng chữa rụng tóc, trị tóc bạc sớm khi nhắc đến cây cỏ này. Nhờ chứa axit cyanhydric là một vị thuốc mát, thường dùng để nấu nước gội đầu làm trơn tóc, mượt tóc, ngăn rụng tóc. Bí quyết kích thích tóc mọc trở lại nhanh và trị rụng tóc hiệu quả bằng cỏ măng trầu có thể thực hiện theo hai cách sau. Hai cách trị bệnh rụng tóc hiệu quả bằng cỏ măng trầu. Cách 1. Dùng cỏ măng trầu. Lấy một nắm cỏ măng trầu tươi, lấy phần lá và thân tươi, bỏ bông và rễ. Sau đó đem rửa sạch, rồi cho vào nồi, đổ đầy nước, đem nấu cho nước xanh thì bỏ phần bã. Tiếp tục đun qua lại còn khoảng 1 lít là được. Để nước thuốc chữa rụng tóc này nguội, làm 3 lần, cách nhau ngày bằng cách. Gội đầu sạch bằng dầu gội đầu bình thường. Sau khi tóc khô, bạn lấy một chén nước cỏ măng trầu, dùng bông gòn bôi thấm vào chân tóc. Đợi đến khi chân tóc khô lại, tiếp tục thấm cho đến khi hết chén nước. Sau vài lần thực hiện, bạn sẽ thấy tình trạng rụng tóc được cải thiện đáng kể. Đều đặn áp dụng, bạn sẽ giải từ vấn đề sớm mà thôi. Cách 2. Dùng cỏ măng trầu, hương nhu và bồ kết. Bạn cũng có thể nấu nước gội đầu trị rụng tóc bằng cách lấy cỏ măng trầu, hương nhu, mỗi thứ một nắm, đem rửa sạch, rồi cho thêm 2 và quả bồ kết nướng cháy vào nồi thêm nước đun. Đợi nước này nguội, đem gội đầu mỗi tuần 2 đến 3 lần, sẽ thấy lượng tóc rụng giảm nhiều. Tóc cũng bóng mượt, xương mềm và khỏe mạnh hơn. Thực hiện kiên trì một thời gian, bạn sẽ thấy lớp tóc mới mọc dài hơn. Ngoài ra, bạn có thể chuẩn bị một nắm nhỏ cỏ ngũ sắc và khoảng 2 trái bồ kết khô, rồi đem nấu nước gội đầu để trị gầu, chống ngứa và ngăn ngừa tình trạng rụng tóc hữu hiệu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Em đau khớp kinh khủng, đẻ xong lại càng đau. Thế mà uống cực lực có 2 ngày nước cà tím thôi, vỡ òa sung sướng luôn các chị à. Chả là em bị đau khớp từ lâu rồi, giờ lúc bình thường không sao, đến tháng trước tự nhiên đau dữ dội luôn, nhất là ở vùng gối và mắt cá chân.
làm em đi đứng khổ sở vô cùng. Ai cũng bảo em còn trẻ tuổi mà đã mắc bệnh này. Còn bác sĩ thì nói có thể là do di truyền. Vì ở nhà bà ngoại và mẹ của em cũng thuốc thang xương khớp cả mấy chục năm nay rồi. Em cũng uống thuốc đông, tây y đủ cả mà chưa thấy ăn thua gì. Có lúc liên thiên nằm ướt, giá như giờ có cách nào điều trị được bệnh này nhanh chóng thì cả nhà em phải ăn mừng mất. Và đúng là ăn mừng thật các mẹ ạ. Em vô tình đọc được cách chữa khớp từ cà tím và vấn đề cũng chính thức được giải quyết từ đây. Chính nước cà tím đã giúp em và sau đó là mẹ và bà ngoại thoát khỏi những cơn đau viêm khớp hành hạ. Và điều tuyệt vời nhất là vừa có thể uống, vừa sử dụng nước này để thoa lên ngòi da. Sau khoảng 2 ngày là kết quả rồi đấy. Ai người thân đang bị đau khớp thì thử xem nha. Cách làm rất đơn giản. Hãy chuẩn bị một quả cà tím cỡ vừa, 1 lít nước. Trước tiên bạn rửa cà tím và thái thành từng khúc mỏng. Đun sôi 1 lít nước, cho cà tím vào nồi nước vừa đun. Đậy nắp lại, đun tiếp đến khi sôi lại khoảng 2 phút thì tắt bếp. Ngâm cà tím trong nồi nước sôi cho đến khi nước nguội hoàn toàn. Cuối cùng, lọc bỏ phần xác cà tím và chắc lấy phần nước là xong. Bạn cho 3/4 hỗn hợp thu được vào chai thủy tinh, rồi bảo quản trong tủ lạnh. Ước lượng để chia số nước này ra làm 3 bữa, mỗi bữa 250ml. Uống vào 3 bữa, sáng, trưa, tối khi bụng đói hoàn toàn nhé. Tốt nhất là uống trước khi ăn khoảng 30 phút. 1/4 số nước còn lại dùng để chế biến thành thuốc, thoa bên ngoài da. Hãy trộn hỗn hợp này với 50ml dầu ô liu và khuấy đều. Sau đó, bảo quản trong tủ lạnh và dùng mỗi đêm trước khi đi ngủ. Chỉ cần thoa một lớp mỏng lên chỗ đau và dùng băng gạc quấn lại để giữ ấm. Việc kết hợp cả uống và bôi ngoài da sẽ cho bạn kết quả khả quan chỉ sau vài ngày áp dụng. Nếu các mẹ cứ kiên trì, cơn đau khớp không chỉ đỡ mà còn có thể sẽ biến mất vĩnh viễn. Trong quá trình sử dụng nước cà tím chữa bệnh, chị em vẫn có thể kết hợp với các thuốc đông, tây y mình đang uống. Cẩn thận hơn, các mẹ hỏi ý kiến bác sĩ xem có được không nhé. Viêm khớp là bệnh phổ biến ngày nay, nó có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhất là đối với người tuổi càng cao thì càng dễ gặp. Bản chất của vấn đề chính là phần sụn bao bọc, các đầu xương của khớp không được khỏe mạnh, bị viêm xương. Nếu như bình thường, sụn khỏe mạnh thì các khớp xương sẽ trượt qua nhau bình thường, giúp cho quá trình sinh hoạt bình thường. Nhưng khi bị viêm xương khớp thì các sụn bị vỡ và mòn đi. Khi cử động sẽ làm cho các xương khớp sụn cọ sát vào nhau, gây nên viêm, sưng, đau nhức và làm mất khả năng cử động của khớp. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cây thuốc chữa bệnh về gan, kể cả ung thư thời kỳ cuối. Tôi tên Hòa, 50 tuổi, sống ở thị trấn Lộc Ninh, Bình Phước. Khoảng 1 năm trước đây, sức khỏe tôi bỗng suy giảm, da bắt đầu vàng, bụng chướng, ăn uống không được như trước, sức khỏe yếu dần. Thấy hoài nghi về sức khỏe, tôi lên bệnh viện Chợ Rẫy ở Hồ Chí Minh. Sau một loạt các xét nghiệm và kiểm tra, các bác sĩ đã chẩn đoán tôi có một khối u trong gan và chuyển tôi thẳng vào bệnh viện ung bướu ở Bình Thạnh. Tại đây, các bác sĩ lại chẩn đoán thêm một lần nữa. Tôi có khối u gan khoảng bằng một trái chanh và đang ở thời kỳ cuối. Cách duy nhất để cứu vãn tình hình đó là mổ lấy khối u. Nhưng tỷ lệ thành công là 50%. Cho dù ca phẫu thuật có thành công, thì tôi chỉ sống được vài năm. Khi tôi và gia đình biết tin, thì vô cùng tuyệt vọng và đau buồn, nên quyết định về nhà và không phẫu thuật vì sức tôi cũng đã yếu dần. Tôi biết rất nhiều người mắc bệnh gan như tôi, nhưng bệnh gan có một đặc điểm là không có một biểu hiện bệnh lý nào biểu hiện ra bên ngoài, nên người bệnh rất khó biết, kể cả các xét nghiệm và khám thông thường cũng không phát hiện ra, chỉ trừ những biện pháp khoa học kỹ thuật cao như CT, MRI. Đến khi người bệnh thấy biểu hiện bệnh lý phát ra bên ngoài thì đã quá muộn. Cũng như tôi, khi đã phát hiện ra là đang ở thời kỳ cuối. Ban đầu tôi nặng 59kg,
nhưng từ khi phát hiện bệnh, ăn uống dần không được, mỗi ngày chỉ uống được một muỗng sữa, chẳng thèm khát bất cứ thứ gì. Rồi dần dần tôi chỉ còn 39kg, gầy như da bọc xương và nói thẳng ra là chờ chết. Nhiều người bạn đã chỉ cho tôi dùng sườn tê giác để chữa bệnh. Cho dù gia đình tôi cũng khó khăn, nhưng cũng ráng chạy mua một miếng nhỏ sừng tê giác bằng một đốt ngón tay út. Sừng tê giác chỉ mài uống được 7 lần, nhưng bệnh tình hầu như không giảm. Thật tình cờ, tôi đã được một người bạn chỉ cho một loại cây chữa bệnh gan. Vốn là người gốc Campuchia, nhưng lớn và sinh sống tại gần khu vực biên giới của Bình Phước. Người bạn này đã chỉ cho tôi an xoa, vốn là một phương thuốc bí truyền của gia đình. Nhưng vì thương người, người bạn này đã chỉ cho tôi tận tình. Người nhà tôi tức tốc đi tìm cây oan xoa, về sắc nhỏ, rửa sạch, phơi khô, xà vàng hạ thổ rồi đem nấu nước uống. Ban đầu thì nấu thành một chén nhỏ thật đặc cho tôi uống. Sau đó lấy bã còn trong bình, nấu loãng thêm 2 chén nữa. Như vậy là một ngày tôi cố gắng uống được 3 chén thuốc. Không giống như các cây thuốc nam khác, cây oan xoa có vị rất dễ uống, thơm ngon, giống như trà. Khi uống vào bụng tôi còn cao, tôi sùng sụp, như cảm giác bụng đói, hơi khó chịu. Ba ngày đầu uống thuốc, tôi bắt đầu đi ngoài. Ban đầu phòng vô cùng tanh hôi và sền sệt như người hay đi kiết. Tôi đi ngoài được 3 ngày như vậy, sang ngày thứ 4 là bắt đầu đi phân bình thường. Bắt đầu có cảm giác thèm ăn, nhìn bất cứ thứ gì cũng muốn ăn mặc dù trước đây không hề có. Giấc ngủ tôi cũng sâu và ngon hơn trước. Lúc đầu tôi ăn được vài muỗng cháo, sau đó tăng lên 1 chén, 2 chén, rồi chuyển qua thèm cơm. Rồi từ từ tôi đã ăn uống lại bình thường, da dẻ hồng hào, không còn vàng da như trước. Đặc biệt bụng tôi bắt đầu xẹp dần, thon gọn trở lại. Quá trình chuyển biến từ uống một muỗng sữa sang ăn cơm, da dẻ hồng hào, khỏe mạnh chỉ vẹn vẹn trong vòng 3 tháng. Người nhà tôi đã đưa tôi xuống bệnh viện ung bướu tái khám. Thật không ngờ, khối u trong gan đã biến mất, chỉ còn lại lớp bọc bên ngoài, nhỏ như đầu ngón tay út. Các bác sĩ và người nhà tôi cũng hết sức ngỡ ngàng, bệnh tình tôi đã khỏi và khỏe mạnh trở lại. Cái an xoa quả đúng là thần dược, đã đưa tôi từ cõi chết trở về. Lúc này tôi mới biết quý sinh mạng của mình hơn, và thương những người cùng cảnh ngộ không may mắn gặp được thần dược như tôi. Từ khi phát hiện loại cây này, tôi đã chỉ rất nhiều người bệnh về gan như viêm gan CVB, C, ung thư gan, men gan cao, hay thậm chí những người hay đau lưng, nhức mỏi, xanh da, mất ngủ đều khỏi hẳn, kể cả những người tim hay mệt cũng giảm bớt. Thêm một trường hợp khác cũng là người bạn tôi, bị chứng viêm gan C, da dẻ cũng vàng, bụng cũng chướng, kèm theo viêm đại tràng cấp mãn tính, nhưng chưa đến mức nặng như tôi. Theo lời khuyên của các bác sĩ, những người viêm đại tràng không nên dùng thuốc nam, vì thuốc nam có tính hàn. Nhưng người bạn của tôi vẫn muốn dùng thử để chữa bệnh, mặc dù không tin là mấy. Thật không ngờ sau vài ngày sử dụng, bạn tôi đã đi phân lỏng, sau đó đi phân bình thường, rồi từ từ da dẻ cũng hồng hào, khỏe mạnh lại. Người bạn này chỉ muốn sử dụng 1 tháng, nhưng viêm đại tràng đã dần hồi phục, không còn bị phân lỏng, và khỏe mạnh như người bình thường. Như vậy, không chỉ chữa bệnh gan, mà ăn xoa còn chữa bệnh đại tràng cực kỳ hay, kể cả những người bị bệnh trĩ. Thật ra, chức năng chính của cây ăn xoa là giải độc gan, viêm, sưng tấy ở hệ ruột. Ngoài chức này, thì tôi chưa biết đến công dụng nào khác. Nhưng tất cả các bệnh về gan, tôi chắc chắn với mọi người rằng, tất cả các bệnh liên quan đến gan, nó đều chữa được, kèm theo kích thích tuần hoàn, tiêu hóa cực tốt, ăn được, ngủ được. Ngoài công dụng chữa bệnh, nó còn là một thần dược để làm đẹp da. Nhiều chị em trở nên hồng hào, mặt càng tròn, trông trẻ hơn rất nhiều. Tôi đã uống rất nhiều loại thuốc nam, không có cây nào dị uống khỏe mạnh, đẹp da, giảm mỡ gan, giảm mỡ bụng hiệu quả bằng cây an xoa. Trái của cây an xoa nhờ ơn cứu mạng của cây an xoa. Nhờ ơn cứu mạng của cây an xoa nên tôi đã cố gắng chia sẻ tất cả những gì tôi biết về loại cây này sẽ đến các bác, cô, chú, anh chị em gần xa. Tại Bình Phước, loại cây này hiện đang được nhiều bà con dùng. Cho dù bệnh hay không bệnh đều dùng cây này nấu nước uống thay nước lọc hàng ngày. Nhưng chỉ một phần nào đó, vì cây thuốc quý này không phải ai cũng biết và tin dùng.
Nhưng trong tương lai, bằng tấm lòng của mình, tôi sẽ chỉ cho nhà nhà, người người đều dùng để bà con được mạnh khỏe, vui vẻ. Tôi mong các anh chị, cô chú, các bạn nếu ai trong tình cảnh như tôi, có thể tìm đến loại cây này để chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo này. Hiện nay, tôi chỉ biết cây an xoa mọc ở khu vực tỉnh Bình Phước, gần nơi biên giới, và mọc hoang gần các đường mương. Nếu có cơ hội, bà con cô bác có cơ duyên gặp được cây này và mang về xác thuốc uống để chữa bệnh. Chú ý, do cây thuốc có nhiều cây na ná như nhau, có một loại cây rất giống với cây an xoa từ lá, thân cho đến bông và cả trái. Tuy nhiên, cây này mới ra, trái có màu đen chứ không màu xanh như cây an xoa và chưa biết có công dụng gì không. Mong bà con cần quan sát kỹ trước khi hái về uống. Trái cây an xoa có thể hơi ngứa, nên bà con nhớ bỏ trái, chỉ lay lá, thân, cành để nấu nước uống mà thôi. Đây là một bài thuốc chữa bệnh gan và ung thư của độc giả chia sẻ, nhưng chưa được kiểm chứng, thông tin chưa được xác thực. Bạn đọc nên tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đừng nghĩ quả bơ tốt mà ăn cực lực. 7 tác dụng phụ đáng sợ đây các mẹ ạ. Bơ vốn được tôn thờ là loại quả vàng cho sức khỏe. Nếu ai đó không biết ăn bơ thì đó là một sự thiệt thòi lớn. Nhưng những người ăn bơ tùy tiện còn có thể chịu hậu quả lớn hơn. Điều sẽ xảy ra với cơ thể bạn khi bạn ăn quá nhiều quả bơ. Gây tổn thương gan. Trong quả bơ chứa nhiều collagen. Collagen là một chất có tác dụng tái tạo da, giúp đẩy lùi sự lão hóa rất tốt. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều quả bơ, cholesterol có thể không được tiêu hóa hết, tích tụ trong gan và gây tổn hại cho gan. Giảm cholesterol có lợi. Bơ có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều, hàm lượng beta-sitosterol trong bơ sẽ hấp thụ các cholesterol có lợi, gây hại cho sức khỏe, gây kích ứng đường tiêu hóa. Nếu bạn tiêu thụ bơ với số lượng lớn, bụng bạn sẽ có cảm giác khó chịu, lâu tiêu vì bơ chứa lượng dinh dưỡng rất lớn, nhiều calo gây tăng cân. Nếu bạn quyết định thêm bơ vào chế độ ăn của mình thì hãy chắc chắn cắt giảm lượng calo ở các món ăn khác. Sở dĩ phải làm như vậy là bởi vì hàm lượng calo trong quả bơ khá cao, nên nếu ăn nhiều có thể khiến bạn nạp nhiều calo cho cơ thể, gây tăng cân. Gây dị ứng. Một số người có cơ địa nhạy cảm sẽ dễ bị dị ứng với quả bơ. Nếu thấy các dấu hiệu như chóng mặt, mặn ngứa, buồn nôn khi ăn quả bơ thì bạn đã nằm trong số đó và cần chú ý để tránh loại quả này trong chế độ ăn của mình. Ảnh hưởng đến tác dụng của một số loại thuốc. Quả bơ có tác dụng kháng viêm, nhưng nó đồng thời cũng ảnh hưởng đến hiệu quả khi uống một số loại thuốc. Nếu bạn đang uống thuốc làm loãng máu, hãy hỏi ý kiến bác sĩ khi muốn ăn bơ, vì quả bơ có thể làm loại thuốc này mất tác dụng. Phụ nữ mang thai và cho con bú nên cẩn trọng. Phụ nữ mang thai, ăn bơ có thể giảm lượng sữa và gây tổn thương đến tuyến vú. Trong khi đó, bà mẹ đang cho con bú nếu ăn quá nhiều bơ. Nên lượng bơ thế nào là tốt nhất? Trung bình, quả bơ chứa khoảng 25 loại vitamin và khoáng chất tự nhiên tốt cho sức khỏe. Một khẩu phần ăn 100g bơ cung cấp 26% vitamin K, 20% folate, 14% vitamin B5, 13% vitamin B6, 17% vitamin C, 14% kali và 10% vitamin E mà cơ thể cần. Quy tắc ăn nhiều mà chúng ta đều đã biết là thứ gì ăn nhiều cũng đều khiến cơ thể dư thừa chất đó và không có lợi cho sức khỏe. Quả bơ cũng vậy. Theo một nghiên cứu về tác dụng của trái bơ do các chuyên gia Mexico thực hiện, để phát huy tốt đa tác dụng của trái bơ, trong một ngày bạn chỉ nên dùng khoảng 2 thìa cà phê, tương đương với 1/6 quả bơ, thế là đủ. Bởi lẽ, với mỗi thìa cà phê trái bơ, cơ thể bạn cũng đã cung cấp 5g chất béo và 55 đơn vị calo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
cho mì chính vào món ăn. Hãy tiếp tục nếu muốn đùa giỡn với tính mạng của bạn và gia đình. Khá nhiều dịch vụ ăn uống sử dụng mì chính đánh lừa miệng của khách hàng. Trong khi đó, tác hại từ việc sử dụng mì chính quá liều rất khó lường và tổn thương não bộ ghê gớm. Mì chính hay còn gọi là bột ngọt giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn, nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức. Theo thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học 55 thành phố Hồ Chí Minh, mì chính là muối của axit glutamate, rất có tác dụng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh. Dùng nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ, làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng dùng quá nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não, chưa kể gan và thận do phải làm việc cực lực để phải hồi độc chất axit amin có trong mì chính, dẫn đến sự suy yếu và gây nhiều rối loạn. Ăn quá nhiều mì chính còn gây ra các triệu chứng như nóng ran sau gáy, choáng váng, nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu. Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Nhiều người sau 30 phút sử dụng quá nhiều mì chính sẽ gây nên cơn trầm cảm với nhiều biểu hiện khác nhau như căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, ủ rũ, những cơn bốc nóng sau gáy bất thường. Ngoài ra, những người có thể trạng nhạy cảm hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa, người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, thận, tim và trẻ em không nên sử dụng mì chính vì cơ thể sẽ có những diễn tiến xấu. Với những người mắc bệnh lý nói trên sẽ khiến bệnh nặng hơn, còn với trẻ em ăn mì chính sẽ làm thay đổi khẩu vị và gây nghiện mì chính khi không có gia vị này. Trẻ sẽ không ăn, vô tình gây độc cho não của các bé. Ngoài ra, với các món chua, món ngọt không nên cho mì chính sẽ làm mất độ chua, độ ngọt đúng vị của món ăn. Cũng không nên dùng mì chính với các món trứng vì trong trứng có nhiều bột và khi kết hợp với muối natri clorua rồi đun nóng sẽ tạo ra thứ mì chính tinh khiết, giúp trứng có hương vị thơm ngon. Do đó, cho mì chính vào trứng sẽ gây nên tình trạng thừa mì chính và gây hại cho sức khỏe.